mày bắn đá anh em ạ à. Giạt phết đấy Không đùa được đâu cả nhà Nhưng chúng ta đang có đó chính là một uh, Bình băng Hai cả nhà Vâng Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với trường mình nha Mình nhóc vào tên đây anh em ơi Hôm nay em chúng ta đang có những cái sự kiện mới cả nhà Đứa trẻ băng giá và thợ mỏ tài ba Khá lâu rồi nhá mọi người không có vác Đó chính là chay những con ba bi Những con tiểu long ra trận cùng với anh em đúng không Và hôm nay thì nhá mọi người sẽ cầm Đó chính là chay tiểu long Trên mười 15 Đi trôn cùng với anh em cả nhà mình nhá rồi cả nhà mình nhá Như vậy là nhóc t cũng đã hoàn thành xong Đó chính là cái uh, công việc huấn luyện cả nhà Ở đây thì chúng ta sẽ có đó chính là 32 con Barbie cả nhà Và bên cạnh đấy nữa thì chúng ta sẽ có Ui Cái gì đấy Mới đang gọi là mở màn thôi mà Làm gì làm gì làm cái bình tĩnh đi coi Trời Nó cho mình con nhà này Đùa không đánh thì đùa Không đánh thì đúng là tự tự ái lắm anh em ạ à. Thật sự nếu như mình không đánh con nhà này Thì mình cảm giác có lỗi bản thân mình Ua 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 dã man thế Ua Này thì chơi mình này Này thì chơi mình này Ôi bà vẫn còn anh em ạ à. Này thì bắn mình đấy Hít trà sữa Con nhà này thì quá dễ dàng ơi bình tĩnh thì coi dễ thì dễ nhưng mà cũng 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 khá là ban căng đấy anh em ạ ôi ít bầu nữa này lấy được cái bầu anh em cú giặt thêm phát nữa nào cú uh. không lấy được cái bầu thôi được đến đến đây là mình thấy là cảm giác cũng khá là ngon rồi gần như nhà lại ôi con pháo đài đá cả nhà này một ba bi liệu cân nổi không một ba bi không ăn nổi anh em ạ Bướng ghê Ok Chúng ta sẽ đẩy thôi anh em nhá Ây da à. Chế độ cấu và rỉa nghe chừng cái khó phết nhỉ, Nhà này nó cũng gọi thuộc hàng dễ dễ thôi mà à. Mình thấy nó cũng bình con nhà bà sa thường đấy mà Mình chơi cái chế độ gọi là Không cần phải gọi là cấu con nhà bà rỉa nữa anh em nhá Chơi chế độ gọi là hít cho nó sợ luôn chứ sao phải cấu con nhà bà dì ở nữa đúng không anh em nói gì thì nói vẫn phải cấu gì á đây là pha băng lại ôi ơi mất tê tê rồi mất tê tê rồi anh em ơi kinh kia à, vẫn đẩy rất là sâu rất rất là sâu rất đang cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng vẫn đang cố gắng nhanh 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 đây 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 có con ba bị siêu to khổng lồ này húc tường bó ui ạ dạ. bó hình như nó, nó, nó vẫn hút được một đoạn tường hay sao ấy đánh được đấy anh em ạ ấy có con ba bi kia siêu to khổng lồ kìa và bây giờ lại về chế độ bé thôi quên còn gồng với lại thật ra là mình thấy rằng căn nhà này nó cũng khá là mỏng manh và dễ vỡ thôi nhưng được cái là nhiều dầu vàng biết làm biết làm thế nào được đúng không anh em Ừm uhm mấy con ba bi này vẫn kịp thời lấy đó chính là con tháp vùng không, không đó các quý ra này thì chắc chắn là dễ dàng rồi đến luôn đó chính là trận thứ hai mình nhá rồi và bây giờ thì anh em chúng ta cùng qua đến đó chính là cái trận thứ hai với lại nhau của thế anh em này Ui, con nhà anh em này Ờ à, chẳng có nhẽ tự ái hoành luôn bây giờ như lại dám để lỗ linh ta linh tinh đúng không nhà đẹp chưa cả nhà này nhà này có cây mai vàng cũng rất là tuyệt vời nha cả nhà nhá cái con uh, cây mai vàng này giờ cũng rất là nổi tiếng đấy các anh em ạ anh nhà anh em nào mà có là cũng khá ok đấy ok mình sẽ uh, quyết định là đánh luôn căn nhà này anh em nhá vẫn là phế thì cái gồng của đại quản giáo thôi nhân bản này spell này luôn lém những cái pha tàng hình là bị lốc xoáy nhá mình mình có cảm giác là như vậy anh em ạ cứ lém tàng hình là bị lốc xoáy luôn Thà vâng ok vẫn đang quật được anh em ạ đó là bình tàng hình cuối cùng của mình rồi chắc cũng không 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 còn gì thêm được cây la nữa thôi như vậy là cũng có cảm giác khá khá là ok rồi ngon ngon rồi ở đây thì uh... rồi à, anh em chúng ta sẽ lém luôn nhá cả nhà nhá có à, các kiểu là điểu phết này Kinh quyền cho góc đấy đi anh em nha Ở dưới đây thì Vẫn còn máy bắn đá anh em ạ giát phết đấy Không đùa được đâu cả nhà Nhưng chúng ta đang có Đó chính là một uh, Bình băng Ui đi vào trong nào Nguy hiểm thế Còn mỗi bình băng đấy thôi Vãi nhái kìa anh em kìa Ui Ui Lém bi này thì chết hết rồi Hỏng Hỏng rồi anh em ơi Ui 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 kia 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 Đây rồi đây 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 Má mấy con baby đứng một mình cảm giác nó đuối thế nhờ Đuối quá anh em ạ Ui ui càng Căng rồi căng cốp quá nhở Ui 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 bầu Trận thứ hai có cảm giác là không không được quá ok cho lắm trận thứ hai thì có cảm giác là lỗi cá nhân nhiều hơn nên thôi mình sẽ qua đó nhé là trận thứ ba luôn nhá. sẵn sàng qua đến đó chính là cái trận thứ ba với lại nhóc OT này anh em này, vẫn là 32 con ba bi anh em nhá. 32 con ba tàu bay nhân bản tàng hình các kiểu con đà điểu, nói chung là có gì chơi cái đấy đấy anh em. Wow triệu dâu không rồi mới lại thật ra là đi đánh chay thì nó khá là khó nên là con nhà này nó cũng vừa gọi là vừa miếng anh em à, thôi cho nhóc một tê quật luôn con nhà này nhá quật luôn chứ còn gì nữa anh nhờ tầm giờ này thì cứ phải gọi là hít gọi là hít tới bến rồi anh em ạ tầm rơi tầm này thôi là đẹp đấy nhân bản này rồi ôi, cân tàng hình như thế này thì thôi rồi. Ua, cảm giác cân tàng hình như thế này thì nhà này đỡ cái gì nữa anh em? Xin hỏi cho mình cái tuổi luôn, cho mình cái tuổi luôn. Lại thì lựa tướng hoàng gia, các kiểu con là điệu. À, à, trên này còn máy bắn đà nhá, còn kinh nhá, còn cũng gây ghê hàng phết đấy chứ đùa đâu cũng, 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 cũng phải nói là được cái chứ nhở nào thì mình chơi nào thì mình quẩy có con nữ tướng à, oh, wow 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 cứ phải nói là clear hết mình anh em ạ ui cái gì vừa bật 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 lên trời nhỉ máy bắn đá này Mấy con baby này thì thật ra nó đi chùm với nhau thì nó yếu lắm cả nhà. Nhưng mà nó mà tách ra thì cũng gọi là khoe khoẻ một tí anh em nhá. Ôi trời ơi. Nữ tướng Hoàng gia bị bắn. Ôi ôi ơi. Đùa chán thê quả bình băng, chán đời mưa rơi. À quả bình băng đúng thật. Chán đời mưa rơi quá anh em ạ. Đó một con Barbie cắt ở góc dưới rất là ngon anh em ạ rồi thì thật ra ở đây là con bò đi chôn đi chơi cũng khá là vui khá là sướng nhưng mà đi chôn đi chơi đi chơi đấy nhá anh em nhá rồi anh em đi farm hay đi qua wow, thì mình nghĩ rằng nó cũng không thích hợp cho lắm đâu bởi vì đây là đánh chay mà đánh chay thì nó cũng khá là khó nhà đuôi đuối thôi và đi làm nhiệm vụ thôi anh em nhá cũng là một cái video giải trí cho tất cả các bạn thôi video của mình cũng kết thúc tại đây rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video sau nhá Bye bye anh em, bye bye cả nhà, bye bye tất cả các bạn.